got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. Benelli là một hãng xe có nguồn gốc từ Ý, tuy nhiên từ lâu đã được bán lại cho Trung Quốc. Cho nên ở thời điểm hiện tại, những mẫu xe mà chúng ta mua mới của Benelli đều có thể được xem là xe Trung Quốc. Nhờ vào việc đã xuất hiện ở thị trường nước ta từ rất sớm và có một khoảng thời gian đủ dài để khách hàng có thể có được sự trải nghiệm đầy đủ và kiểm chứng về mặt chất lượng. Cho nên Benelli cũng phần nào tạo dựng được niềm tin ở thị trường nước ta. Trong đó mẫu xe có thể nói phổ biến nhất chính là BN302. Lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm ECMA năm 2013 và ngay sau đó cũng đã được đưa về Việt Nam từ năm 2014. Hiện tại thế hệ thứ 2 với tên gọi là BN302S đang được bán với mức giá rất tốt, chỉ 99,8 triệu. Trong vlog ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết và đánh giá xem liệu có nên mua Bentley BN302S. Đầu tiên là về phần ngoại hình, tổng thể BN302S có thiết kế tròn trịa, hiện đại và bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. Nhiều phần được giữ nguyên như là bình xăng, yên xe, khung sườn, rồi dàn chân v.v. Điểm thay đổi có thể dễ dàng nhận thấy nhất nằm ở phần kính gió che cách nước và cụm đèn pha. Đầu đèn thì góc cận hơn, dùng toàn bộ bóng LED và có dãy đèn LED daylight bao quanh, rất dễ khiến chúng ta liên tưởng đến KTM lúc 390. Còn phần kính gió thì lại được vuốt mượt mà và thân thoát hơn, kết hợp rất ăn khớp với bình xăng 16 lít gồ cao lên, mang lại cái nét rất khỏe khoắn. Yên xe thì vẫn là dạng yên liền, điều này khiến cho phần đuôi không được thể thao lắm nhưng bù lại sẽ là sự đa dụng và cảm giác thoải mái cho người ngồi sau. Đặc biệt là với riêng Bentley, yên rất êm, ngồi rất sướng. Thêm một điểm nâng cấp trên BN302S là phần đèn hậu có sử dụng thêm hai dãy đèn LED, giúp tăng thêm sự hiện đại. Tay giác sau và chắn bùn thì cũng đều được thay đổi. Nói đến trang bị thì vẫn như những mẫu xe Trung Quốc khác, điều rất rộng lượng ở khoảng này, chúng ta sẽ có phụ trước upside down 41mm, có phân ABS trước sau. Đặc biệt đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đã được trang bị phân đĩa đôi cho bánh trước, cộng thêm cặp lốp có kích thước tương đối lớn là 120 và 160, giúp cho Bentley BN302S sở hữu một dàn chân sôi thịt hơn hẳn so với các đối thủ còn lại. Ngoài ra thì chúng ta còn có hệ thống đèn full LED toàn xe, có màn hình màu TFT với hai chế độ hiển thị khác nhau thông qua cảm biến ánh sáng. Phần chìa khóa dạng dao bấm và phù sau monoshock đặt lệch bên phải cũng là những điểm nổi bật trên chiếc xe này. Xét về động cơ, Bentley BN302S tiếp tục được trang bị khối động cơ DOHC xi lanh đôi cho ra công suất cực đại đạt 37,5 mã lực, đã tăng 1.5 mã lực so với BN302. Đây vẫn được xem là một con số tương đối đủ dùng, tuy nhiên phải gánh cái thân xác trên 200kg nặng nhất phân khúc, cho nên BN302S chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt sức mạnh. Điểm nổi bật của khối động cơ này lại nằm ở chỗ âm thanh của tiếng bô mang lại rất phấn khích như một mẫu xe 4 máy. Tóm lại, theo mình, Bentley BN302S là một mẫu xe có mức giá tốt, chưa đến 100 triệu, trang bị cơ bản đầy đủ, ngoại hình to lớn, tiếng bô rất hay, xứng đáng là một sự lựa chọn tiền ít thịt nhiều cho các bạn. Nếu so sánh với các mẫu xe đến từ châu Âu hay là Nhật Bản thì sẽ không bằng, nhưng khi đặt lên bàn cân so với những hãng Trung Quốc khác thì mình vẫn dành một cái sự tin tưởng cao hơn cho Bentley. Điểm trừ của BN302S nằm ở khối động cơ xe quá nặng, không mang lại cái trải nghiệm phấn khích hay là thiên về mặt tốc độ. Bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại một số các lỗi vặt liên quan đến phần điện và các cảm biến. Vậy nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn Bentley BN302S hay không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it.
Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition.